Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn mạnh, nên ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt cao nhất ngày ở Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ, còn Trung Bộ thì nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, đêm nay cho đến ngày mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi về đêm. Còn ban ngày trời nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ ngày mai 30 tháng 6. Còn ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng giảm dần từ ngày 1 tháng 7. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với độ ẩm sẽ dao động trong khoảng 60 cho đến 98%. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi.